okay? Yes. I took 4 photos. Please take a This will take a long time because he has to translate first. Okay. It's okay. Okay, thank you. But he will read it. Okay. Thank you very much. Thank you. I think the style is. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông Park. Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi, có tài thực sự. Ông ấy đã đưa ra những chiến thuật phù hợp với thể trạng và cách chơi bóng của người Việt Nam. Từ đó, ông Park đã giúp bóng đá Việt Nam trở thành một tập thể gắn kết, chơi bóng chắc chắn và sáng tạo. Ở trận chung kết SEA Games sắp tới, U22 Việt Nam mạnh, nhưng U22 Indonesia cũng cho thấy họ là một đội bóng hay. Tôi không thể dự đoán được đội nào sẽ chiến thắng. Việt Nam có thể được đánh giá cao hơn ở giải này. Nhưng trong một trận đấu duy nhất, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Và đó mới là bóng đá. This will take a long time because he has to translate first. Okay, it's okay. Okay, thank you. But he will read it. Okay. Thank you very much. Thank you. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.